Trước hết là chúng ta sẽ nhắc lại một vài cái khái niệm vừa rồi trong cái thao tác cơ bản transform, lật xoay các thứ và một số các cái option, ví dụ như sau. Để vẽ một hình elip chẳng hạn thì chúng ta sẽ chọn hình elip, đúng không? Nếu mà vẽ mà nhấn shift thì elip sẽ trở thành tỷ lệ giữa hai cạnh là đều nhau và thành tròn đó. Khi transform một đối tượng mà chúng ta nhấn giữ an thì tôi co cạnh này vào bao nhiêu thì cạnh đối diện cũng sẽ co theo bấy nhiêu đó. Để quay một đối tượng thì tôi sẽ sử dụng công cụ rotate, nhấn an tôi có thể nhấp vào một điểm và tôi dịch cái tâm quay của đối tượng đi theo vị trí mới. Bảng thoại hiện lên, tôi có thể nhập một con số cụ thể vào đây để biết là đối tượng của chúng ta sẽ quay theo cái góc bao nhiêu. Đó. Chúng ta sẽ có 3 lựa chọn, hoặc là hủy lệnh vừa rồi, hoặc là chấp nhận nó, hoặc là gì đấy ạ. Chấp nhận nó đồng thời tạo ra bản sao thì nhấn copy. Các bạn có thể lặp lại thao tác vừa rồi bằng cách là nhấn phím Ctrl D. Thì cái thao tác trước đó làm như thế nào thì nó sẽ được lặp lại như thế. Lặp lại một hồi thì chúng ta sẽ có gì đây ạ? Chúng ta sẽ có một hình giống như là hình bông hoa như thế này. Đến đây thì chúng ta nói thêm một vài cái thao tác nữa. Tất cả cái hình này thì đang xếp thành giống như một bông hoa, tuy nhiên là nó đang là những cái đối tượng riêng rẽ. Muốn mà chọn tất cả cái này thì chúng ta sẽ có mấy cách như sau. Cách thứ nhất là các bạn nhấp chọn vào từng cái cánh hoa này và các bạn giữ shift kích tiếp vào các cánh còn lại, thì như vậy là chúng ta sẽ chọn được nhiều đối tượng một lúc. Đây, giữ shift chọn những đối tượng cần chọn. Và sau khi chúng ta chọn rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái vuông box, cái hộp điều khiển này, nó sẽ bao quanh tất cả các đối tượng này cùng một lần và nó sẽ hành xử giống như là với một đối tượng trong lúc cái hộp này nó vẫn còn. Đây, ví dụ transform, đây vẫn sót một cái, đây giữ shift lấy thêm cái nữa, đúng không? Đây, tô màu khác, đúng không? Vân vân, thì nó sẽ làm như là một. Tuy nhiên khi mà tôi bấm ra ngoài thì từng đối tượng này nó lại trở về thành đối tượng riêng lẻ. Và chúng ta cũng thấy một cái vấn đề là cái cách chọn mà giữ shift ý, thì nhiều lúc là nó sẽ rất là lâu. Tôi có cách chọn nhanh hơn, đó là chúng ta nhấp giữ chuột bấm vào một cái điểm gì đây nhỉ, bấm vào một cái điểm mà trống không có gì cả đó, và sau đó thì chúng ta kéo dê chuột, chúng ta vẽ ra một vùng như thế này. Vùng chọn này chạm vào cái gì thì nó sẽ lấy luôn cái đó, chỉ cần chạm thôi, không cần phải bao kín. Và lúc này thì chúng ta đã chọn được nhiều đối tượng hơn. Thế thì cái thao tác vẽ như thế này thì nó cũng giúp chúng ta chọn được nhiều đối tượng cùng một lúc và nó sẽ được coi tạm thời là một nhóm cho tới khi nào mà chúng ta bấm ra ngoài. Tôi muốn là duy trì cái nhóm này thì tôi cần phải có một cái thao tác là group nó lại. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng lệnh object vào menu object và chúng ta chọn lệnh group, hay các bạn có thể nhấn phím Ctrl G. Đến đây thì cái nhóm này nó sẽ trở thành một nhóm bền vững. Chọn bất kỳ một cánh nào trong cái bông hoa cũng là chọn cả bông hoa, tại vì nó bây giờ là một nhóm với nhau. Tôi có thể là nhấn an, tôi kéo ra đây, tôi tạo thêm thành một bông nữa, tôi thể tô màu khác, vậy tôi có hai bông, đúng không? Tôi giữ shift, tôi chọn cả hai cái này, tôi group lại thì tôi lại có một nhóm. Đến đây thì bắt đầu xuất phát ra một cái nhu cầu, tôi muốn thay màu, tôi muốn thay màu một đối tượng thì tôi có thể thay như thế nào. Tôi bấm vào đây thì tôi đang chọn cả hai bông, đúng không? Nếu mà tôi thay màu khác thì tôi sẽ thay cho cả hai bông luôn chứ không phải là một bông. Vậy thì bây giờ để thực hiện việc tô màu, tôi lại phải làm một cái bước ngược lại là object ungroup. Đó. Thì lúc này thì mỗi bông lại tách rời ra và muốn bông nào thay màu thì tôi chọn vào bông đó. Về lý thuyết thì là như vậy.
Nhưng mà đôi lúc thì chúng ta đã gom vào được rồi thì chúng ta cũng không muốn tháo ra nữa đâu. Tại vì là trong ví dụ trước mắt thì chúng ta chỉ có hai đối tượng thôi. Tuy nhiên là trong một bản thiết kế thực sự thì nó sẽ có nhiều đối tượng khác nữa, và việc tháo dỡ một đối tượng đã được group ra thì nó sẽ dẫn tới cái việc là lúc mà chúng ta group trả lại ấy, sau khi điều chỉnh thì nó sẽ có thể bị thiếu cánh này, hoặc là chúng ta có thể chọn nhầm vào những cái đối tượng khác nữa. Nó sẽ rất mất công ở trong cái đoạn đấy. Cho nên là người ta mong muốn rằng group được rồi nhưng mà vẫn có thể điều chỉnh được đối tượng mà không cần phải tháo nó ra. Thế để thực hiện cái việc này thì chúng ta nên làm như thế nào? Đây, ví dụ group trả lại nhá. Và bây giờ tôi lại group thêm một lần nữa. Chẳng hạn như đối với bông vàng này à, tôi muốn là vẫn màu vàng nhưng mà một cánh vàng, một cánh cam chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta sẽ làm giải quyết như sau, có hai cách. Một là các bạn nhấp chọn. Lúc đầu tiên các bạn nhấp chọn thì nó sẽ chọn cả 8. Nhưng nếu như các bạn nhấp đúp thì sao? Nhấp đúp vào một đối tượng nào đó thì lúc này các bạn sẽ vào một cái trạng thái nó gọi là isolate mode, tức là một cái chế độ gọi là cô lập đấy. Thay vì là làm việc với cả nhóm thì nó sẽ cô lập riêng ra thành chọn một đối tượng nào đó. Trong trường hợp này thì tôi đang chọn được cái gì? Tôi đang chọn được đối tượng hoa vàng thôi, không đụng chạm đến cái hoa xanh này nữa. Ví dụ tôi có thể thay màu cả cái hoa này sang một màu khác mà không cần phải ungroup ra. Đấy. Thế còn trường hợp mà bây giờ tôi lại muốn là sâu hơn nữa, tức là thay màu cho từng cánh một chứ không phải cả bông, thì tôi có thể là đã chọn được đến đây rồi, tôi nhấp đúp thêm một lần nữa. Đấy. Tôi nhấp đúp thêm một lần nữa thì lúc này tôi sẽ chọn riêng được một cánh. Cánh này tôi có thể đổi màu mà chả liên quan tới cái bông này cả. Các bạn quan sát cái chế độ Isolate Mode là nó sẽ xuất hiện thêm một cái thanh xám xám ở phía trên này. Và mỗi một lần mà chúng ta truy vào trong một cấp thì chúng ta sẽ thấy nó phát sinh ra thêm một cấp độ diễn giải ở đây. Bằng cách là bấm vào cái back one level này, chúng ta sẽ lùi về được từng bước một. Khi chúng ta vào bước nào thì chúng ta sẽ chỉ làm việc ở trong cấp độ đó mà không liên quan đến những thằng khác. Đấy. Bằng cách như thế này thì tôi có thể là can thiệp vào một đối tượng mà không nhất thiết là phải tháo dỡ nó ra. Đây là một cái cách làm việc rất là văn minh, rất là thông minh của cái Illustrator. Tuy nhiên nó còn có một cái phương pháp khác nữa mà giúp chúng ta không cần phải làm việc đến mức độ là phức tạp như thế. Thì chúng ta có hai công cụ chọn cơ. Một công cụ là Selection Tool, là cái mũi tên màu đen này vừa nãy chúng ta đã nói rồi và chúng ta vẫn đang làm việc với nó. Và chúng ta còn có một cái công cụ nữa là công cụ Direct Selection. Cái công cụ này thì nó có nhiều nhiệm vụ lắm chứ không phải chỉ riêng chọn. Về sau này khi mà chúng ta điều chỉnh, chúng ta tinh chỉnh một cái hình vẽ nào đó thì công cụ này cũng sẽ là công cụ được sử dụng rất nhiều. Nhưng bây giờ ở một mức độ ngay trước mắt thì chúng ta có thể làm như sau: chọn cái công cụ Direct Selection này và các bạn bấm vào một đối tượng nào đó mà các bạn muốn chọn. Thì với công cụ này thì bất chấp là nó nằm ở trong nhóm hay không nằm trong nhóm, các bạn chỉ vào cái gì thì cái đấy sẽ được chọn mà không cần quan tâm là nó có dính dáng đến nhóm nào hay không. Và thao tác này cho phép các bạn là thay đổi thuộc tính mà không cần phải mất nhiều công, giống như vừa nãy chúng ta nhấp đúp nhấp đơn mấy lần gì đó. Bây giờ đây, với cái này tôi có thể tô từng cánh một thành một màu khác nhau mà không cần phải thao tác phức tạp như vừa nãy. Thế còn nếu mà chúng ta muốn làm với nhiều cánh hơn chẳng hạn cùng một lần, chẳng hạn như là tôi muốn là sắp xếp nó theo kiểu xóa le chẳng hạn, thì tôi có thể giữ shift. Khi tôi giữ shift thì tôi có thể là chọn các cái cánh mà mang tính gì đây nhỉ, xóa le nhau như thế này. Sau đó thì tôi tô màu một lần, ví dụ thì tôi có thể làm việc được thế. Và quay trở lại với công cụ Selection thì các bạn sẽ thấy rằng đây nó vẫn là một nhóm chứ nó không bắt chúng ta phải tháo dỡ ra. Thì cái cải cách này của thằng Illustrator, cái công cụ này là một công cụ hết sức thông minh và nó giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề một cách cực kỳ nhẹ nhàng mà không cần phải tháo dỡ đối tượng ra. Đấy. Tại vì tháo đối tượng ra thì dễ, gom nó lại thì mới khó, và rất dễ là gom sót cánh hoặc là nhầm sang cánh của bông khác hoặc nhầm sang một đối tượng nào đó bên cạnh. Thì đây là một cái phương pháp làm việc mà tôi đánh giá rất cao ở trong cái công cụ của Illustrator.
nó giúp chúng ta là hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng mà không cần phải can thiệp quá sâu vào trong cái đối tượng đó với các thao tác phức tạp. Đấy, thì các bạn có thể thử nghiệm một chút luôn cái cách làm việc với cái công cụ như thế này.